điểm tốt xíu ấy, mà ông đủ ai mà nghe thằng chó đẻ ơi đụng má mít lên nè mà mượn má tới mít tốt xíu vậy hả sổ tôi gì vậy hả đụng phá ơn gì vậy vậy đụng ông cứ gì cho chị hả thân đi chân gì hả đồ chó đi đụng điểm mẹ mà đụng má sân nhú vậy hả má nè nè đụng má sổ anh nè nè đụng má nó chỉ mít tốt xíu vậy thôi đụng quá nghiêm cái lời nghe hả gì ấy chính giá đúng không tôi như vậy đụng má sổ sổ nó đi hả chó đẻ đụng con điểm mẹ mày nè đụng má sao vậy sợ chính giá đúng không tôi quý quá gì vậy hả má mùi một chó Thì bà tước Quéo đồ quá phải khá mà số cái gặp thì số lại ông số anh đâu mà muốn mắm lo đâu đâu mà đụng mắm nhau đá ra tao như vậy chi vậy hả số lại đâu có biết tự mua máu cái xéo thì đạm ngon mà rõ thịt đạm ngon gì vậy tự mua máu là đi mua gì mà đụng mắm rồi chuyện ngồi đó mà ông vậy hả cầm của vợ đụng mắm tôi vậy kéo mình cũng nói chuyện như đụng mắm cái nó thì có xéo à ông nghe như vậy hả có bị có xéo à đụng mắm ngồi cục chó vậy Tức là mẹ mày nè, đồ má ngu cục chó vậy, đồ má cho thời gian cái chuyện nó không nói đi, đồ má tao anh nói rồi ngồi nghe vậy. Hả? Mà cái đồ vuông mày mới hả? Mà cái đầu mày cái đồ tuông mày vậy hả? Não mày chết đứt cái tâm hả? Chị mày nói gì vậy? Nói gì vậy? Bị dưới má rồi mày nói mày nghe trên đụng má rồi trên chỉnh mày lên 200% đâu nghe đụng má rồi mày nó ngon đĩ mẹ nó chuyện nó chết xíu à. Hả mày sợ? Mày sợ? Nói cái người ở dưới mà sợ chuyện chết xíu vậy? Hả? Mày sợ anh tóc rồi hả? Sao? Bây giờ đụng nhá tóc tiếng mày đụng.